nhiều thành phố lớn và vùng ngoại ô trên khắp nước Mỹ gần đây đã phải vật lộn với làn sóng di cư bất hợp pháp khổng lồ. Lãnh đạo một số thành phố và tiểu bang cho biết họ đã làm hết khả năng và không thể tiếp nhận hay hỗ trợ thêm người di cư nữa. Trong bối cảnh đó, Thống đốc bang Massachusetts Maura Healey thuộc đảng Dân Chủ hồi tháng 8 đã khuyến khích cư dân tình nguyện cung cấp chỗ ở cho những người di cư đang tràn vào bang với số lượng lớn. Bà Healey nói, nếu bạn có thêm một phòng hoặc một dãy phòng trong nhà, vui lòng cân nhắc việc tổ chức chỗ ở cho những người di cư khác. Nhà ở và nơi trú ẩn an toàn là nhu cầu cấp thiết nhất của chúng tôi. Cùng ngày, bà Healey tuyên bố tình trạng khẩn cấp do số lượng gia đình di cư đến bang cần nơi ở ngày càng tăng nhanh và thiếu nơi trú ẩn trầm trọng. Một đoạn video về lời kêu gọi của bà Healey đăng trên X đã thu hút hơn 32 triệu lượt xem. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra bất bình trước đề nghị này. Có người lo sợ sau khi cho họ vào nhà ở, họ sẽ lấy cắp tài sản. Anh có ký vào cam kết này để đồng ý chào đón những người vô gia cư vào nhà anh không? Không, không bao giờ. Tôi không nghĩ. Tôi nghĩ là họ nên tiếp tục đi. Tôi xin lỗi. Ồ, tất nhiên không phải nhà của tôi. Tôi nghĩ đó là ý kiến tuyệt vời đối với người nghĩ ra nó và có thể là người khác. Anh nghĩ đó là ý kiến hay đối với người khác, nhưng không phải đối với anh sao? Yeah, đúng rồi. Chúng tôi ủng hộ những gì các bạn đang làm, nhưng ngay bây giờ có lẽ chúng tôi không thể làm thế. Tôi không nghĩ rằng những người vô gia cư nên ở trên đường vì họ đang làm xáo trộn đường phố. Họ có thể khiến nhiều nơi trông giống như khu ổ chuột. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Nhưng nếu bạn có thể, hãy xây một chỗ và để cho họ ở đó. Nhiều người lo ngại hiện tại là khuyến khích, nhưng tương lai gần sẽ là bắt buộc. Nhiều khách sạn, trường học đã bị trưng dụng cho người nhập cư. Mùa thu năm 2022, hơn chục người di cư đã được đưa vào một khách sạn ở Kingston mà không được thông báo trước. Theo dữ liệu của bang năm 2023, 43 khách sạn đang được sử dụng làm nhà ở khẩn cấp tại 38 cộng đồng. Những khách sạn này có khoảng 1.800 gia đình. Thống đốc Healey cho biết, gần 5.600 gia đình hiện đang ở trong hệ thống trú ẩn khẩn cấp của bang. Con số đó cao hơn 80% so với năm trước. Massachusetts đã chi ra khoảng 45 triệu USD mỗi tháng để hỗ trợ cho những gia đình này. Thế nhưng hiện tại, mỗi ngày lại có thêm khoảng 10 đến 30 gia đình di cư đến bang. Tình hình tồi tệ đến mức chính quyền Healey đang đề nghị người dân mở cửa nhà ở và cơ sở kinh doanh để giúp đỡ người di cư bất hợp pháp. Một người bình luận, tôi chắc chắn rằng chính trị gia ở Massachusetts sẽ không tiếp đón những người bất hợp pháp trong nhà của họ. Không phải bất kỳ ai cũng nên làm như vậy vì tất cả những người bất hợp pháp đều phải bị trục xuất.